Xin chào, lại là Anna. Lia. Đây. Giờ đã là tháng 11 rồi. Như thường lệ của mỗi năm, thì năm nay Anna cũng sẽ mời các bạn cùng thực hiện mẫu design nail cùng Anna. Bộ nail Giáng sinh năm nay Anna chia sẻ sẽ là một bộ đơn giản dành cho các bạn thợ bận rộn hoặc là các bạn thợ mới nè. Và không để các bạn phải đợi lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu từ nhân vật chính của móng, chính là một quả trâu dài. Anna sẽ sử dụng một cây cọ râu, lấy và chơi vẽ màu trắng, rồi đặt lên móng để vẽ ra một quả trâu theo dáng dài. Anna sẽ vẽ quả trâu này màu trắng trên nền sơn treo màu đỏ cho nó nổi. Đầu tiên là bạn sẽ canh chỉnh ở giữa móng, vẽ ra một dáng hình thoi theo kiểu một cái lá. Đã có được một dáng hình thoi nằm ở giữa móng theo dáng cái lá rồi, thì bây giờ chúng ta mới thêm một cái nơ xinh vào đây. Cái nơ thì bạn sẽ vẽ theo dáng hình trái tim, tức là bạn sẽ vẽ có phần nhúng xuống ở giữa hai cạnh của nơ. Đã có một trái tim bên trái rồi thì chúng ta đối xứng vẽ thêm một trái tim bên phải nữa. Ở phần trên của trái tim bạn nhớ là phải cho thêm một nét cong để tạo ra phần gấp của cái nơ. Vẽ xong hai cái trái tim nối lại với nhau ở giữa để tạo ra một cái nơ trái tim rồi. Thì bước tiếp theo bạn chỉ cần cho thêm phần vằn vào cho quả trâu nữa là được. Bạn dít một ít cho vẽ màu trắng trên mũi cọ. Sau đó đặt ở cạnh trái của trái trâu. Vẽ một đường theo dáng chữ S qua bên cạnh phải. Và cứ như vậy bạn sẽ tạo thêm vài đường vằn chữ S cho thân của quả trâu. Vẽ xong 3 vằn chữ S cho quả trâu rồi thì chúng ta sẽ cho đi hơ đèn cho khô các họa tiết màu trắng vừa mới vẽ lên này. Sau khi các họa tiết màu trắng vẽ đã khô rồi thì vì là mẫu Giáng sinh nên chúng ta không thể thiếu phần lấp lánh được. Bạn sẽ sử dụng sơn treo kim tuyến màu tùy ý, ở đây Anna lựa chọn màu ánh vàng. Và sử dụng cỏ râu, dít và cho lên phần họa tiết. Đầu tiên là Anna sẽ cho lên cái nơ. Rồi cho lên phần quả trâu luôn, phần còn trống đó. Chúng ta tô phần kim tuyến này lên cho lấp lánh. Cho xong phần kim tuyến lấp lánh lên là bạn cũng đã xong họa tiết quả trâu cùng với cái nơ rồi. Bây giờ bạn sẽ cho đi hơ đèn cho khô phần kim tuyến vừa mới cho lên này. Đến đây là bạn đã có được họa tiết vẽ trên móng rồi. Nhưng để mẫu móng này thêm phần lấp lánh và thu hút thì chúng ta sẽ đính đá lên nữa. Ở phía trên của quả trâu chúng ta có chừa trống một đoạn. Ở đoạn này chúng ta sẽ đính đá lên. Bạn sẽ sử dụng treo đính đá, cho theo dáng mình muốn. Ở đây Anna sẽ cho dáng chữ V để chúng ta đính đá theo dạng chữ V ở phía trên này. Và trước khi xếp các viên đá lên thì chúng ta cũng sẽ phủ một lớp bóng treo lên đây. Nhẹ nhàng sơn phủ một lớp bóng treo đều hết cho móng. Ở phần chúng ta đã cho treo đính đá thì chúng ta phủ nhẹ tay để tránh trôi đi phần treo đính đá này. Phủ xong một lớp bóng treo rồi thì bây giờ chúng ta mới xếp đá lên đây. Lấy những viên đá và xếp lên theo dáng chữ V như lúc nãy chúng ta đã cho phần treo đính đá. Ở đây Anna sẽ xếp một viên to ở giữa. Những bên còn lại Anna sẽ xếp nhỏ dần và cho thêm một ít bi sắt vào cho đẹp mắt. Xếp xong hết những viên đá và bi rồi thì chúng ta sẽ cho đi hơ đèn cho khô phần thiết kế này. Đến đây là chúng ta đã xong được móng chính với họa tiết là quả trâu dài. Và móng Giáng sinh thì không thể thiếu được hoa tuyết. Vì thế Anna sẽ vẽ ra một hoa tuyết cực kỳ cơ bản trên móng tay này. Bằng cách rằng Anna cũng sẽ sử dụng cây cỏ râu lúc nãy. Lấy và chơi vẽ màu trắng luôn. Rồi đặt lên móng, vẽ ra một đường thẳng. Rồi một đường ngang qua để tạo ra hình một dấu cộng. Có một dấu cộng rồi thì Anna sẽ đan xen với dấu cộng này vẽ thêm một dấu x. Bạn sẽ vẽ một hình dấu x chồng lên hình dấu cộng để chúng ta tạo ra được một hoa tuyết đơn giản. Đã có được một hoa tuyết đơn giản rồi thì ở những chỗ móng còn trống khác bạn có thể cho thêm các hoa khác tùy theo sở thích. Giống như ở dưới này Anna vẽ thêm một dấu cộng rồi một dấu x đè lên là Anna đã có một cái hoa tuyết cơ bản. Sau đó Anna sẽ cho đi hơ đèn cho khô phần hoa tuyết này. Bước tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ tăng độ lấp lánh cho hoa tuyết bằng cách cho kim tuyến lên đây. Anna vẫn sử dụng luôn sơn treo kim tuyến mà lúc ban nãy Anna trang trí cho quả trâu đó. Bây giờ cho lên cho cái bông tuyết, rồi làm tan nhẹ ra phía ngoài để tạo ra nguyên cái bông tuyết này có kim tuyến lấp lánh. Và cho đi hơ đèn để khô lớp sơn treo kim tuyến mới cho lên. Sau khi hơ đèn khô lớp kim tuyến này thì bước tiếp theo sau khi chúng ta vẽ móng chính là sơn một lớp bóng treo lên đây. Và cho đi hơ đèn để khô lớp bóng treo. Vậy là chúng ta đã có được một hoa tuyết đơn giản.
Rồi thì những ngón còn lại thì Anna sẽ sử dụng kỹ thuật đánh màu trán gương lên cho lấp lánh. Trước khi đánh trán gương thì bạn cũng sẽ phải sơn một lớp bóng gel lên đây. Rồi cho đi hơ đèn để khô lớp bóng gel này. Lớp bóng gel đã khô rồi thì chúng ta mới đánh trán gương lên đây. Sử dụng mút lấy vào bột trán gương, sau đó chúng ta chà đều lên trên móng. Lúc chà thì bạn sẽ chà mạnh tay và chà đều hết lên trên móng để phần trán gương này được bám và sáng lên. Sau khi đã chà xong hết trán gương cho cái móng rồi thì bạn sẽ phủ sạch sẽ phần bột trán gương còn thừa đi. Sau đó bạn sẽ sơn một lớp blue gel lên đây. Đối với các bạn nào có ý kiến rằng trán gương không bền thì các bạn lưu ý rằng chúng ta sẽ phủ một lớp blue gel lên. Rồi cho đi hơ đèn để khô lớp blue gel này. Lớp blue gel đã khô rồi thì bạn mới phủ bóng lên đây. Sơn một lớp bóng gel đều cho lớp trán gương này. Và cho đi hơ đèn để khô lớp top gel vừa mới sơn lên. Và teng teng, bạn đã có được một bộ móng tay Giáng sinh cho khách hay là cho bản thân với kiểu phối đơn giản rồi nè. Nếu bạn thấy video bổ ích, hãy nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem các video tiếp theo của Anna. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.